Đây, Exciter mới, đây phiên bản ABS, phiên bản màu xám, đây là một những màu nổi bật nhất, đây xám xi măng, nó phối với lại tem xanh. Tem xanh này giống như màu rau câu, anh em hay ăn bánh da lợn luôn, thấy rất là đẹp, nó phối lên ngầu. Màu xám xi măng nhám nha, nhìn rất là ngầu. Ngoại hình thì nó khác biệt là nó ốp lầu đèn mới nè, ốp dàn áo trên đây là mới các bạn, facelift, thiết kế đèn thì vẫn tương tự không gì khác. Xi nhan vẫn ở đây, vẫn là halogen. Cải tiến nữa là phuộc có hành trình dài hơn, giúp cho êm ái hơn, khắc phục lại khuyết điểm về phuộc của phiên bản trước đây của Exciter. Và ở bản này nó có ABS nha, ABS ở chỉ có ở bánh trước thôi nha bạn, bánh sau không ABS. Hai bít tông một kênh, mâm thì vẫn tương tự. Và đặc biệt các bạn thấy mâm ở bản này nó có là luôn cái mẫu Exciter dán trên mâm luôn á, nhìn rất là cao cấp thể thao. Mình có thích cái bộ tem mới này, động cơ vẫn tương tự như đời trước, không có gì khác biệt. Bạn thấy đây yên ha, nó phối giữa màu đen với lại màu xám này, mình thấy có cái kiểu giống như kim tuyến ở đây nè, cao cấp. Bên này đồng hồ vẫn tương tự, vẫn có ngắt động cơ, smart key và vẫn có cổng sạc bên đây. Phía sau không có ABS. Thiết kế đèn vẫn tương tự mẫu cũ, không gì, kiểu như R15, kiểu R1 đây. Tổng thể Yamaha Exciter thế hệ mới vẫn là Exciter 155, vẫn là dùng VVA vai miếng thiên cam gài và có thêm ABS chỉ có ở bánh trước. Đây phiên bản màu xám nhám khá là đẹp. Thì giá bán của Exciter mới từ 48 triệu cho tới 55 triệu đồng.